cân đối mà. Nghĩ đầu 2 năm nữa thì xe ô tô Việt Nam sẽ rẻ hơn. Nhưng mà với cái giá vàng nó đang tăng này, xe đang hạ đấy các bạn. Xe giá nó không tăng đấy thì cũng rất là hại. Chưa có đường bay thẳng ý. Hình như có.
dày đấy, mua bao nhiêu đôi về xong mình không đi hết đâm nó hỏng, nó bục đấy, nó bị bụi bục ấy, bục chỉ. Mấy cái đôi giày Ý, giày Bata rồi các thứ nổi tiếng của nó mà cứ mua hai đôi được tặng một đôi, nó đi êm lắm, êm nhẹ. Đôi giày da lộn vẫn còn đi được đấy, còn leo núi rồi thì nó bây giờ vẫn còn đi được đấy. Yeah, I'm gonna